Trên sân khấu lúc này là cặp tình nhân đẹp nhất và hạnh phúc nhất của năm 2019. Cùng với sự hiện diện của toàn thể tất cả quý vị, quý ông bà, cô dì, chú bác, đặc biệt là các thành viên bên phía gia đình nhà gái đã không quản ngại đường xa xa xôi từ mảnh đất Tân Lập đã cùng trở về với gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa với toàn thể quý vị, anh chị và các bạn thân mến, với sự hiện diện của toàn thể quý vị, vì đó là niềm vui và vì đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tư gia gia đình họ nhà trai của chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Thưa với toàn thể quý vị, thưa anh chị và các bạn thân mến, tân chủ thể hoàng chức và tân cô dâu phạm nội nhà chúng ta đã quen biết nhau trên bước đường công tác và ngày hôm nay đây đôi con trẻ cùng dắt tay nhau về xây dựng hạnh phúc trăm năm và lâu đài tình ái cho riêng mình. Và trong ngày vui trọng đại này, tân chủ thể và tân cô dâu không thể cầm tay nhau đi từng bàn từng người để ra mắt quan viên họ được, nhưng xin được trân trọng kính mời hai em hãy cúi đầu thật sâu để lắng lại tấm chân tình của toàn thể quý vị đã dành cho hai em trong buổi chiều hôm nay. Xin mời hai em và một tràng pháo bổ tay thật lớn thật nhiều dành cho tân chú rể và tân cô dâu đi ạ. Và xin được trân trọng kính mời hai em hãy ngồi lại vị trí hạnh phúc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý vị quan khách khách quý, kính thưa với toàn thể bà con lối xóm xa gần thân thương, lần đầu tiên cho phép tôi xin được thay lời cho ban biên tập chương trình nhịp cầu hạnh phúc chúc mừng cho hoàng chức và phạm nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được lời chào, lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi ân cần nhất tới toàn thể quý vị. Chúc cho toàn thể quý vị có một sức khỏe thư thái thoải mái. Chúc cho hoàng chức và phạm nội được sam năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và xin được kính chúc cho đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ được thành công tốt đẹp. Kính thưa với toàn thể tất cả quý vị thân mến, và trong ngày vui hạnh phúc trong năm ngày hôm nay thì chúng ta không thể quên ơn các đấng sinh thành đã sinh thành và dưỡng dục ra tân lang và tân gia nhân. Chính vì vậy, câu ca dao Việt Nam có thường có câu rằng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đừng quên nghĩa mẹ công cha, nhờ ai mới có đôi ta trưởng thành. Và ngay lúc này đây, cho phép chúng tôi xin được tôn vinh những người được tôn vinh nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, với sự diện của toàn thể quý vị tại khán phòng cưới của tư gia gia đình họ nhà trai của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay, vì đó là niềm vui và vì đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tư gia gia đình họ nhà trai của chúng tôi, và đặc biệt với sự hiện diện của phái đoàn cấp cao bên phía gia đình họ nhà gái. Và xin được kính chúc cho mối tình giữa hai bên thông gia ngày càng được keo sơn gắn bó. Thưa với toàn thể quý vị thân mến, đúng quả thật em đã đến cho mùa xuân trở lại. Và mùa xuân đến thì cho gió xuân vời vợi về, và để cho anh được làm chồng và em ấy lại được làm dâu. Thưa với toàn thể quý vị thân mến, ngay giờ phút ở đây, chúng tôi, những người làm chương trình đại để thành hôn cho hoàng chức và phạm nội, cũng như nhà trai, nhà gái thân thương của chúng tôi cũng đã cảm nhận được rằng giờ lành, giờ tốt là điểm, và giờ đại để thành hôn của hoàng chức và phạm nội đã đến rồi. Và cho phép tôi xin được mạn phép trịnh trọng tuyên bố tơ hồng thắm đượm từ đây, đại lễ thành hôn của đôi con trẻ chính thức được bắt đầu thành công và tốt đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thân thương để chúc mừng hạnh phúc. Thưa với toàn thể quý vị thân mến,
Và để liên tục chương trình Nhịp Hạnh Phúc, chúc mừng cho tân chú rể và tân cô dâu trong buổi chiều nay, tôi xin được trân trọng, long trọng được kính mời với toàn thể quý vị hướng mắt trở lại sân khấu và trở về với những anh chị em làm công tác phục vụ nghệ thuật chương trình của chúng tôi với tổ khúc Giao Duyên Mười Châu tới từ nữ ca sĩ MC Như Bình. Xin mời. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước, pha trà mời sơi, đôi tay nâng chén em mời, trà thơm ngào ngạt bằng mười ngón tay. Khách đến khi đến chơi nhà là chơi nhà, đốt than đi dầu mà quạt nước đi mấy pha trà. Chồng mình chồng la, chồng này đêm tối hôm qua, thưa cha thưa mẹ mang ra mời người. Thưa quý vị, toàn thể quý vị thân mến, đúng quả thật theo phong tục tập quán của 10 năm chúng ta thì miếng trầu luôn là đầu câu chuyện, ly trà nóng ấm luôn mang thấm đậm tình thông gia. Và trước khi tân chú rể và tân cô dâu bước chân về từ xa bên gia đình, nghi thức đầu tiên đó là nghi thức cô dâu và chú rể cùng nhau thắp nén hương thơm, kính bái tổ đường. Và ngay giữa đây, ban tổ chức tôi xin được trân trọng và long trọng được kính mời cô dâu và chú rể cùng nhau cầm tay đứng dậy và trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất của cuộc đời mình, đó là chiếc vòng nhận cưới anh trao và em trao. Xin mời hai em. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng một lần nữa khởi thân đứng lên để trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới để thể hiện rằng tình cảm này chúng mình sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Thưa với toàn thể quý vị thân mến, và chấp nhận là đường tròn không có điểm dừng lại là biểu tượng của tình yêu và niềm hạnh phúc lớn lao vô cùng sọc đại này. Khi thân chú rể và thân cô dâu trao cho nhau chấp nhận vòng nhẫn cưới thì mạch máu của đôi đường luôn luôn chảy xiết và sống với nhau tới trăm năm đầu bạc. Và xin được chúc hai em được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được chúc mừng hai em.
một tràng vỗ tay thật lớn nữa của quý vị ạ. Kiến những tình cảm thật tuyệt vời nhất tới từ người cha, người mẹ, người cô, người chú, người chị của Tân chú rể và Tân cô dâu. Và chúng tôi xin được đợi lời cho Tân chú rể và Tân cô dâu xin được ghi nhận tấm lòng thành của toàn thể quý vị dành cho đôi con trẻ trong buổi chiều hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời Hoàng Thức và Phạm Nội ngồi lại vị trí của mình trong buổi chiều hôm nay. Xin mời hai em. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, đúng quả thật đến đây không hát kỳ hò, và nào ai chấm điểm cũng chẳng phải ai đo giọng mình, phải không toàn thể quý vị? Hát cho có nghĩa có tình, hát cho đôi con trẻ được kết tình trăm năm.
và liên tục chương trình Nhịp Cầu Hạnh Phúc chúc mừng cho đôi con trẻ trong buổi chiều hôm nay. Chúng tôi được trân trọng và long trọng được kính mời với một giọng ca tới từ đại diện bên phía từ xa gia đình họ nhà gái để trở về với sân khấu và được có món quà tình yêu thật tuyệt vời nhất dành cho đôi con trẻ trong buổi chiều hôm nay. Chúng tôi được trân trọng và long trọng được kính mời. Kính thưa toàn thể hôn trường, hôm nay là ngày vui của hai bạn Hoàng Thức và Phạm Nội, bạn thân và đồng thời cũng là người nhà của bạn nội luôn ạ. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, chúc cho toàn thể gia đình thông gia hai bên được gắn kết tình yêu thương hơn ạ. Sau đây xin gửi tới hôn trường ca khúc được mang tên Tìm Em qua câu dân ca. Hôn trường cho em được gửi tới hôn trường ca khúc thứ hai. Anh về anh lấy điện thoại nhá. Ca khúc được mang tên Chỉ Cần Anh Thôi.
hết cuộc đời. Để dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Giữa chúng ta bạc hai vai đầu. Chỉ còn anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Nắng mưa ta có sợ gì đâu. Phải không anh? Na 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 không biết đây, em xin Nhu Bình có xin số điện thoại không, tôi là tôi xin đấy. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe và vừa được thức với giọng ca tới từ vị đại diện bên phía thư gia đình họ Gáy. Đúng có thật trong em thì như mật như hoa và thơm như lúa tỏa ra khắp bồn trường, phải không toàn thể quý vị? Dành cho em Gáy một tràng pháo tay nữa. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn với những tràng pháo tay của toàn thể quý vị nhiều. Và để liên tục chương trình nhiều quả hạnh phúc chúc mừng cho Hoàng Trức và Phạm Nội trong buổi chiều hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng và long trọng được kính mời với sự hiện diện của giọng ca của em Cara Gia Mị sẽ trở về với sân khấu món quà tình yêu thật tuyệt vời nhất dành cho tân chú rể và tân cô dâu trong buổi chiều nay. Và một tràng pháo tay để chào đón với sự hiện diện của Cara Gia Mị đi toàn thể quý vị. Cái này là cả bố con để chúc mừng chú rồi. Lần đầu tiên cho hai bố con Cara ra Mỹ đến từ quê hương có cây cầu Mỹ Thuận. Xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới quan viên hai họ, các cụ ông, cụ bà, các cô dì, chú bác, anh chị em, thanh niên, nam, nữ tú. Lời chào, lời chúc sức khỏe. Hôm nay là ngày vui của hai em, cũng không biết nói gì hơn. Xin gửi lời chúc Đức Thuận nhà. Chúc chú Thím luôn luôn hạnh phúc và mãi hạnh phúc bên nhau đến suốt trọn cuộc đời này. Và xin cảm ơn. Gửi tới quý vị các bạn bài hát về đồng mái tóc người thương. Hát mãi rồi nhưng mà không biết hát bài nào nữa, lại bo lẹ thôi. Lùng
bao thế nổi yêu. Chuyến không yêu về hương bát lang, xôn con nổi để cho bát lang đổi mới. Vâng, thưa với toàn thể quý vị thân thương, trong buổi chiều ngày hôm nay ta vừa được lắng nghe với em Gia My, với một phải nói là tác giả của bài hát tuyệt vời, phải không toàn thể quý vị? Dành cho Gia My một tràng pháo tay đi ạ. Xin được cảm ơn. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, và cho phép tôi xin được thay lời cho gia tộc họ nhà trai, xin được lời cho gia tộc họ nhà gái, xin được đưa lời cho Hoàng Chức và Phạm Nội, xin được cảm ơn tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, đã bớt chút thời gian và ngọc của mình về với ngày đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Và giờ phút đây, cho phép tôi xin được khép lại chương trình Nhịp Cầu Hạnh Phúc, chúc mừng cho Hoàng Chức và Phạm Nội tại đây. Một lần xin được kính chúc cho toàn thể quý vị sức khỏe, thư thái, hạnh phúc và thành công. Chúc cho đôi con trẻ được sam đam tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, xin được chúc mừng. Vâng, và kính thưa với toàn thể tất cả quý vị thân mến, và ngay lúc này cho phép tôi xin được trân trọng kính mời các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, đồng nghiệp của tân chú rể và cô dâu. Chúng ta hãy cùng trở về với nhịp cầu sân khấu, trở về với sân khấu tình yêu để cùng cô dâu và chú rể lưu lại với những khoảnh khắc làm kỷ niệm, để chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý vị, quý anh chị, cô dì, chú bác cùng với toàn thể tất cả bạn bè, anh thanh niên nam nữ, bạn bè đồng nghiệp của tân chú rể và cô dâu. Chúng ta hãy cùng trở về với sân khấu để chụp hình với cô dâu và chú rể ạ. Xin mời. Và xin được đưa lời cho tân chú rể Hoàng Chức và tân cô dâu Phạm Nội. Tất cả trân trọng kính mời với đoàn cấp cao nhà trai, đoàn cấp cao nhà gái cùng bạn bè thân hình quần xa của tân chú rể và tân cô dâu nán lại mảnh đất quê hương làm cộ thân thương, để dùng bữa cơm thân mật với tư gia gia đình họ nhà trai của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, để cho phép tôi xin được thay lời cho bên phía gia tộc nhà trai, rất trân trọng và long trọng được kính mời. Và xin được trân trọng kính mời tới người cha, người mẹ, người cô, người chú, ngay người chị của tân chú rể và tân cô dâu trở về với sân khấu chính, lưu lại những khoảnh khắc thật hạnh phúc nhất, khoảnh khắc thật yêu thương nhất cùng tân chú rể và tân cô dâu trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần cho phép tôi xin được trân trọng và long trọng được kính mời. Và xin được thay lời cho gia tộc họ nhà trai, được trân trọng kính mời với phái đoàn cấp cao nhà trai, theo cấp cao nhà gái cùng bạn bè thân hữu gần xa của tân chú rể và tân cô dâu nán lại với dùng bữa cơm thân mật với mảnh đất quê hương thôn cổ yêu dấu của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cho phép tôi xin được trân trọng và long trọng được kính chuyển lời mời.